Ok, rồi chào các anh chị em trong lớp Tesla Rutherford Falconry. Rồi, tình hình là có một bạn có một ý tưởng khá là hay. Đó là làm sao có thể là tạo các đường bua rắc cắt hết tất cả các cột dây theo một cái dòng cao nhất. Ok bạn, ok, để mình làm demo cho anh em thấy à. Thì ở đây chúng ta yêu cầu viết một tí về API. Đó, thì làm sao khi chúng ta quét hết thì nó sẽ tự động tạo các đường bua rắc. Đúng rồi, mặc dù cấu kiện vẫn còn nguyên nhưng mà khi chỉnh sang chế độ bua view thì nó sẽ chia thành từng khúc. Đúng rồi, đổ theo cái dòng, cái cột nó sẽ đổ theo cái dòng cao nhất, chẳng hạn như cái vắt cũng vậy, nó sẽ dừng lại cái tạm bắt ngừng cái đáy của cái dòng cao nhất đó, và chúng ta có được sao thể tích của những thằng này đó. Đúng rồi, tất nhiên thể tích này để đổ cái phần tính khối lượng phần bê tông đổ chung với dòng sàn. Đúng rồi, rồi còn phần này là đổ phần cột dưới đó, thì cái vắt đây cũng vậy, cũng đổ chung với dòng sàn, nhưng mà sao đó, nó sẽ tính theo cái dòng cao nhất đó mà. Thì giữa những cái dòng cao nhất đây, nó sẽ nói chung là mình sẽ tạo một cái thuật toán tự động, đó là lấy được cái cao độ tại này. Rồi về phần bình thường thì mình ví dụ mình muốn tính dự toán một cái cột cao lên tới đỉnh vẫn tính bình thường, có hai loại, một là tính dự toán theo kiểu như thế này, còn đây là phục vụ cho bên thi công để tính khối lượng bê tông theo lực đổ. Đó, thì với việc quét như thế này sẽ rất là nhanh, chứ còn không nếu mà chúng ta có ý định sử dụng đi cắt từng cột, ví dụ cắt từng cái cột thì ok cắt từng cột cũng được, nhưng mà sao rất là lâu. Ok mà cho nó đâu quét cái gì mà cắt hết mấy cột kia đâu. Ok, đó cột này đâu cắt đâu, đó nó cắt theo từng cột. Thì vậy thì bây giờ làm sao chúng ta tạo đây, thì ok để tạo cái này thì chúng ta hãy cố gắng nghiên cứu vào một cái đó là AB, thì chúng ta sẽ kết hợp với cái Grasshopper để tạo ra những cái đó. Ok bạn, rồi sorry đây là đường bua crack class. Ok, chúng ta search trên này. Đây có hai loại, một loại cái đây loại đây dành cho model này. Chúng ta sẽ tạo các điểm, làm sao tìm được các mặt, tại các mặt đó chúng ta tìm được các điểm tại này. Ok, anh em nghiên cứu. Ok bạn, rồi chào các anh chị em lót.